với các thành phần vitamin, khoáng chất phong phú, rau được xem là một loại thực phẩm không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Tùy theo đặc điểm, công dụng của mỗi cây rau khác nhau mà chúng được chia ra làm nhiều loại, trong đó có rau gia vị. Cho đến nay, vẫn chưa có con số thống kê cụ thể có bao nhiêu loại rau gia vị. Tuy nhiên, từ xưa, dân gian đã sử dụng những loại gia vị, rau thơm trong bữa ăn hàng ngày. Bởi chúng không chỉ giúp tăng hương vị và thêm màu sắc cho món ăn ngon, hấp dẫn, mà các loại rau gia vị còn là bài thuốc giúp phòng hoặc chữa bệnh thường gặp một cách đơn giản và hiệu quả. Từ hành, tỏi, ớt, gừng, cho đến các loại rau, ngò dí, rau răm, tía tô, húng quế, sả, húng chanh, mỗi vị đều có những công dụng riêng. Thưa quý vị và các bạn, dân gian thường hay có câu là đói ăn rau mà đau thì uống thuốc. Nhưng mà thực tế, rau không chỉ là món ăn có nhiều chất dinh dưỡng mà còn là những liều thuốc trị bệnh quý giá, đặc biệt là những loại rau củ gia vị như thế này. Rất thường được các chị em nội trợ sử dụng trong các món ăn hàng ngày của gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về công dụng của những loại rau gia vị này và kết hợp chúng ra sao để cho ra những bài thuốc hay trị bệnh hiệu quả. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu về những vị thuốc hay trong gian bếp của gia đình. Và vị khách mời của chương trình là bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế, khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào bác sĩ Minh Thế và rất cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào anh MC Lê Minh Hải và quý vị khán giả chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Vâng, thưa bác sĩ, ai trong chúng ta cũng biết rằng là những cái loại rau gia vị thì nó không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, mà theo quan niệm của Đông y thì nó còn có rất nhiều những tác dụng khác. Vậy bác sĩ có thể nói cho tôi cũng như là quý vị khán giả biết rằng là những tác dụng đó là gì được không ạ? Thì đa số các cái loại mà rau làm gia vị mình thì trong thành phần có chứa các tinh dầu, cho nên sẽ giúp kích thích tiêu hóa, làm gia tăng khẩu vị. Và xét riêng về cái khía cạnh Đông y thì các loại gia vị này nó sẽ làm cho điều hòa tính hàn nhiệt và cân bằng âm dương cho mọi món ăn. Ví dụ như anh Hải thấy là trong các cái món ăn nào mà mình thấy nó dễ khó tiêu, nó đầy bụng, tiêu chảy mà từ dân gian mình gọi là lạnh bụng á, thì nên có kèm theo các loại gia vị mà mang tính cay, nóng ấm. Thì cái điều này mà đã được truyền qua từ các cái nhiều đời nay, qua các câu ca dao mà dân gian mình nghe. Ví dụ như có câu là con gà cục tác lá chanh, thì thịt gà thì trong chế biến thì phải có lá chanh. Hay câu là con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi, thì thịt heo là phải có hành. Thì mỗi một loại thực phẩm thì đều kèm thêm một loại gia vị, thì nói vừa mang cái ý nghĩa là để gia tăng thêm được cái khẩu vị, giá trị dinh dưỡng, mà nó giúp chữa một số cái bệnh thông thường nữa. Nếu mà chị em phụ nữ mình trong quá trình chế biến mà hiểu được các cái ý nghĩa này thì giúp rất tốt cho cái quá trình ăn uống của hàng ngày của mình. Vâng, và ngày hôm nay thì tại trường quay của chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số những cái loại rau gia vị rất phổ biến trong mọi gian bếp. Vậy thì bác sĩ có thể giới thiệu cụ thể công dụng của từng loại rau gia vị được không ạ? Rồi, xin phép anh Hải và quý vị khán giả thì tôi sẽ giới thiệu một sơ công dụng của một số loại ở đây. Ví như chúng ta ở đây có cái, đây là hành lá. Hành lá này thì ai cũng biết là hành lá rồi, phổ biến nhìn lại biết ngay. Thì trong Đông y á, cái tên hành lá thì người ta có cái tên gọi khác là thông bạch. Thì thông bạch này cái tác dụng là để giải cảm, tán hàn, làm ra mồ hôi, hoạt huyết. Rồi cái loại kế tiếp ở đây chúng ta có, đây là kinh giới. Kinh giới này cũng giúp chữa cảm, làm ra mồ hôi, rồi chữa ho. Ở đây cái loại thứ ba này là chúng ta thấy rất là quen thuộc, có cái tên là tía tô hay gọi là tử tô. Tại vì cái chữ tía với cái chữ tử trong tiếng Hán nó là cái màu tím. Thì tác dụng của tía tô này rất là hay. Nó tác dụng làm ra mồ hôi, chữa cảm lạnh, rồi chữa viêm họng, ho, khó thở. Đặc biệt là trong những trường hợp mà ngộ độc cua cá, nó tác dụng rất tốt. Hay như là ở đây mình có thêm cái là húng chanh, cái tên bình thường khác nữa là tên là tần dày lá. Thì thành phần chủ yếu là tinh dầu, thì góp phần chủ yếu quan trọng để chữa các cái chứng là viêm họng, ho, khản tiếng. Rất là hay. Rồi rau răm này thì giúp để sát trùng, tiêu độc, kháng khuẩn, kháng viêm. Rất tốt. Rồi ở đây đây có chuẩn bị cho chúng ta sả. Sả thì trong Đông y họ có cái tên là hương thảo hay là hương mau thảo. Tại vì những cái lá nó giống như những sợi lông như vậy. Thì tác dụng của sả là để sát khuẩn, kháng viêm, tiêu độc. Tiếp tục đây ta này là nhìn là chúng ta biết đây là củ gừng. Củ gừng thì có nhiều tác dụng rất tốt, trong đó nổi trội nhất là giúp để trợ tiêu hóa, làm ôm ấm tỳ vị, giúp chữa nôn, cầm nôn,
tiêu đàm giảm ho. Đây chuẩn bị lên đây là cái bà con với gừng, đó là nghệ. Nghệ thì giúp hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, giúp lợi mật, hay nữa là chữa những chứng đau bụng kinh cho phụ nữ, cho em. Chanh này thì chúng ta quá thường gặp rồi, nó chứa rất là nhiều vitamin C, nó tăng cường chất đề kháng, rồi ngừa các cái trường hợp mà chữa để chảy máu răng, bền thành mạch. Vâng, thưa bác sĩ, trong những cái loại rau vừa rồi bác sĩ giới thiệu thì tôi thấy rằng là có rất nhiều loại rau có thể trị cảm cúm, mà nhất là cái mùa này nữa thì chúng ta là rất nhiều người xung quanh chúng ta bị cảm cúm đúng không ạ? Vậy bác sĩ có thể đưa cho chúng tôi một cái bài thuốc cụ thể để chữa cảm cúm mà dùng các loại rau này được không ạ? Rồi, cái mùa này là đúng như anh Hải nói là cái mùa mà mình nắng mà chuyển sang mưa thì thời tiết nó rất là khó chịu. Cho nên là cái bệnh cảm cúm là bệnh rất thường gặp. Cho nên cái việc mà dùng các cái loại thuốc mà có sẵn xung quanh nhà rất là cần thiết. Ở đây mình có sẵn các cái loại mà dễ làm nhất, ở đây là cái nồi xông. Nấu nồi xông lên là để chữa cảm là rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta có cái tía tô nè, kinh giới, có sả, có gừng, có húng chanh. Thì các cái loại này nếu mà nhà của các bạn, các anh chị có thêm cái lá chanh, lá bưởi, lá bạch đàn thì càng tốt. Thì mỗi loại như vậy thì quý vị chuẩn bị thêm từ 50 tới 100 gram, rửa sạch, cho vào nồi nước, đổ nước vào ngập dược liệu và đậy nắp thật kín. Đun sôi lên khoảng từ 3 tới 5 phút, sau đó nhắc xuống để cho bệnh nhân xong. Thì khi xong thì bệnh nhân sẽ được trùm mền kín. Trùm mền kín rồi bệnh nhân mở nắp cái nồi xông ra từ từ để cho cái hơi nóng nó bốc lên từ từ, và làm cho bệnh nhân ra mồ hôi càng nhiều càng tốt. Thì sau khi bệnh nhân xong thời gian khoảng từ 5 tới 10 phút thôi thì bệnh nhân sẽ được lau sạch cái mồ hôi đó và thay quần áo sạch và được cho uống một ly nước chanh đường, nếu thêm miếng muối nữa thì càng tốt. Hoặc là có một cái tô cháo nóng thì lại rất là hay. Phải dừng lại đây chút xíu để nói thêm về cái cách nấu một cái tô cháo nóng để mà hỗ trợ sau khi xong ra nhiều mồ hôi thì bệnh nhân sẽ mất nhiều nước, nhiều chất khoáng. Cho nên bù lại thì cái tô cháo này á, thì gạo nấu phải thật là nhừ, rồi tí tô, hành lá, gừng chúng ta sắc mỏng cho vào tô trước, sau đó là mình lấy cái cháo nóng mình cho vào trong tô. Chứ mình không nên cho cái các nguyên liệu dược liệu mình cho vào trong nồi nấu ngay từ đầu. Tại vì nếu mà mình làm mình cho vào từ đầu như vậy thì sẽ làm bay mất đi cái tính năng, cái giảm tác dụng của cái tô cháo đó. Sau khi mình nấu cháo xong mình cho vào trong cái tô có chứa dược liệu sẵn, nếu mà có thêm quả trứng gà nữa thì càng hay, khuấy đều lên cho bệnh nhân dùng còn nóng tốt. Vừa rồi tôi có chú ý thấy bác sĩ nhắc đến cái tính hàn tính nhiệt, thì thực sự tôi không hiểu lắm về cái điều này, vậy tôi muốn bác sĩ giải thích rõ hơn là tính hàn tính nhiệt trong các loại rau gia vị này nó là như thế nào và sử dụng sao cho nó đúng ạ. Vâng, trong Đông y thì chia các cái cảm cúm này theo hai thể, một là thể hàn và thể nhiệt. Thì để mà mình tự có thể phân biệt được đó, thì nếu mà bệnh nhân khi cảm cúm có những cái triệu chứng như là mình chảy nước mũi trong, sợ lạnh, tay chân lạnh, đi tiểu, nước tiểu nó trong, thì đây là những cái dấu hiệu của cái cảm mà do nguyên nhân hàn. Thì chúng ta nên sử dụng các loại cái nguyên liệu có cái tính cay nóng ấm, ví dụ như là gừng, tí tô, là hành. Còn khi mà cái bệnh nhân bị cảm cúm mà có kèm theo cảm giác nóng bức rức, khô khát, miệng khô, nước tiểu vàng, có đôi khi kèm theo táo bón, đây là những dấu hiệu mà bị cảm do nguyên nhân nhiệt. Thì các bạn nên dùng các cái loại mà dược phẩm nó có cái tính mát, hàn lương. Thì trong đó có như là giáp cá, có lá dâu, có bạc hà, thì những loại đó thì giúp chữa cảm mà như do nhiệt. Thưa bác sĩ, nhưng mà với tất cả những cái loại rau gia vị này chúng ta nên dùng như thế nào? Tức là loại nào thì nên nấu chín, loại nào thì nên ăn sống, và nếu ăn nhiều quá thì có tốt hay không? Bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu mà theo những cái bài thuốc dân gian á, thì mọi người thường nghĩ rằng là ăn càng nhiều sẽ càng tốt, đúng không ạ? Các cái loại rau gia vị này như tôi nói ngay từ lúc đầu á, thì trong thành phần chứa rất là nhiều tinh dầu, chủ yếu là tinh dầu thôi. Cho nên hạn chế là mình nấu chín quá, nấu quá kỹ, nấu quá lâu. Thì khi nấu quá lâu như vậy nó theo hơi nước nó bay đi thì tinh dầu mất đi hết. Thì chúng ta không có nên nấu lâu như vậy. Còn thứ hai nữa là khi mà dùng nhiều quá, mặc dù bản thân của các cái loại rau gia vị này rất tốt, có nhiều công dụng tốt lắm, nhưng mà khi chúng ta dùng nhiều thì cái gì nhiều quá cũng không được hay. Nhiều là thành không tốt đúng không? Nhiều là thành không tốt. Ví dụ một số cái ở đây mình có các cái loại gia vị như hành nè, hẹ nè, tỏi nè. Nếu mà anh hãy dùng nhiều quá thì tự nhiên cơ thể mình sẽ dễ có cái mùi mà gây bất tiện trong sinh hoạt nhiều lắm.
Hoặc là nếu mà mình dùng các loại cay nóng ấm nhiều quá, ví dụ như là tiêu, ớt, lỡ như mà mình có cái bệnh lý viêm dạ dày hay bệnh lên đường tiêu hóa thì dễ gây kích ứng, gây khó chịu, đau bụng, buồn nôn, thậm chí cái táo bón. Tức là chữa được bệnh này thì nó sẽ lòi ra bệnh khác đúng không ạ? Nhưng mà mình phải biết cách dùng đúng và đủ. Nếu không thì nó sẽ gây ra những phiền toái. Hoặc như những cái loại mà nó dễ làm ra mồ hôi nhiều hơn, ví dụ như hành lá hay là tía tô hay là kinh giới, mà ẩm thụ những người nào mà dễ ra mồ hôi, mới làm việc chút xíu ra mồ hôi nhiều mà lại dùng những loại này nữa thì làm cho người đó dễ bị mất nước, khô khát rồi mệt mỏi, cho nên phải cẩn thận. Tức là chúng ta cần phải dùng đúng và đúng cái liều lượng đúng không đúng ạ? Và đủ. Vừa đủ. Đó. Dạ. Chúng ta đang nói về cách dùng đúng và đủ thì tôi cũng thấy rằng là nhiều người khuyên là với những cái loại rau gia vị này á thì không hẳn rằng đối tượng nào cũng sẽ phù hợp để sử dụng. Ví dụ như là rau răm thì bà bầu và đàn ông thì không nên ăn nhiều, hoặc là trẻ nhỏ thì cũng không nên ăn những cái loại rau gia vị quá cay như là gừng hay là sả, đúng không ạ? Thì theo bác sĩ, khi mà sử dụng chúng ta cần phải lưu ý cái điều gì? Những cái đối tượng mà chúng ta phải cực kỳ chú ý và phải chăm sóc kỹ lưỡng đó là phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Thì những đối tượng này trong cái chuyện mà ăn uống chăm sóc hàng ngày phải chú ý tới những loại gia vị mà cay nóng ấm, kích thích nhiều quá. Những loại này nếu mà dùng nhiều mà không có chú ý thì sẽ gây cho sức khỏe ảnh hưởng rất không tốt. Còn riêng mà nói về đàn ông mà mình sử dụng nhiều rau răm, thực ra là khi rau răm ăn uống hàng ngày thì không sao cả, nhưng mà nếu mà ai đó sử dụng lượng lớn và lâu dài mà gây đến nỗi mà trong người khô khát chóng mặt thì cái rau răm này nó có tác dụng không tốt là làm giảm cái sự ham muốn tình dục của đàn ông, vì trong rau răm nó chứa một cái chất để kháng cái hormone sinh dục đó, cho nên phải cẩn thận. Đấy, tức là cũng lại là nhiều quá cũng không tốt đấy đúng không ạ, mà không biết dùng đúng cách thì cũng không tốt đúng không ạ. Thưa bác sĩ, để đảm bảo cái vấn đề mà an toàn thực phẩm thì bên tôi thấy rất là nhiều gia đình họ đã trồng rau sạch ngay tại nhà của mình, thì không biết rằng là với nếu như chúng ta có một cái gọi là cái khoảng không nó nhỏ vừa đủ thôi và chúng ta cần phải trồng 5 loại rau gia vị thì theo lời khuyên của bác sĩ chúng ta cần trồng 5 loại rau gia vị nào? Cái việc mà trồng cái rau gia vị ở nhà rất là cần thiết, tại vì xung quanh hầu như là đã được cái rau ở ngoài á, ta chăm sóc thì dùng cái bảo vệ thực vật quá nhiều đi, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thì có cái lời khuyên thì nếu quý vị có cái khoảng không mà có thời gian chăm sóc thì nên chuẩn bị 5 loại cần thiết. Như ở đây chúng ta thấy có thể dễ dàng nhất là trồng hành, hành rất là dễ lên. Hành là loại thứ nhất đúng không ạ? Gừng. Gừng. Nghệ. À, gừng là cũng có thể trồng được dễ. Gừng rất là đơn giản. À. Anh chỉ cần có một cái tép nhỏ thôi là nó lên. Rồi gừng và nghệ thì lại là bà con với nhau nên trồng rất là dễ. Rồi ớt. Còn thứ tía tô chỉ cần cắm nhánh là đã lên được rồi. Nếu mà không có điều kiện để trồng các cái loại rau làm gia vị thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn trong bếp của mình. Chỉ cần chú ý thêm ở đây chúng ta nên chuẩn bị thêm tỏi. Thì tỏi nó có nhiều tác dụng rất tốt, trong đó có làm tăng sức đề kháng của cơ thể, làm ổn định mỡ máu, bảo vệ tim mạch và phòng ngừa các bệnh tim mạch rất hiệu quả. Tức là với những loại mà chúng ta có thể trồng được thì chúng ta trồng, còn nếu mà gọi là không trồng được nên tích trữ ở trong nhà thì lại nên tích trữ những cái thứ mà chúng ta khó trồng đúng không ạ, giống như là tỏi. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay bác sĩ đã mang đến cho chị em phụ nữ, những người đang theo dõi chương trình này, những cái thông tin rất hữu ích, và họ sẽ biết được rằng là trong gia đình của mình có những loại rau gia vị nào hoàn toàn có thể dùng làm thuốc để phòng trừ trong những cái trường hợp mà bản thân hay là người trong gia đình của mình bị bệnh nhẹ thì họ có thể chữa trị được. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Hải rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Xin chào. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một vài bài thuốc đơn giản kết hợp từ những loại... Để thay đổi không khí, mời quý vị cùng thưởng thức một bản ballad trữ tình. Món quà âm nhạc mà chúng tôi chọn gửi đến quý vị ngày hôm nay đó là ca khúc Xin Mưa Thôi Rơi, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Đạt qua giọng hát của ca sĩ Huy Luân.